quay ngược lại. Tất cả mọi người đều xem hết, cẩn thận không là chạm máy ông nữa, không là rơi xuống biển. Cục hành trên tàu 207 tàu TC07 khách Hoa Lị báo cáo 3 bánh về sự an toàn của khách là trên hết. Phần đầu báo cáo vào đi đảm bảo an toàn của tôi trên tàu đến đâu. Tại mưa rồi kìa. Giang ơi, Giang, ra đây ngồi này. Tầm như quá quá đấy, hai người đi. Mặc sao chúng tôi chạy, mặc rồi vào nó mới chơi chạy, không mặc nó không chạy. Cắt đúng luật. Quay các kiểu đang có một người xem kéo đi đầu mình đi đảo có mặt lên được đảo biển nào sóng nguồn đất đấy cái ba người xem. Nữ trẻ con gặp vào có đúng thời gian chạy héo đó cứ giữ một chỗ là được rồi. Thiếu đẩy vé nó tấn tấy này chứ còn tấn đẩy người nên thu áo này à, tôi ra thu áo rồi. Thì người vé 300 này nó đi gặp cuộc quyết định chạy rồi.
quan kiểu nhiều thì chưa tham quan hết cả. Máy chính ở đây đây này, con này chụp đi, phải vỡ chụp chụp đằng sau, đấy vui lắm, chụp gần vào, gần, để nó quay, đây là chính, bắt đầu di chuyển, và ngồi lên con ấy, quay. Kệ mà có cứ mặc vào là mặc mặc cho người ta đỡ nói. Quay tí cho nó. Nóng lắm, chỗ này nóng luôn. Nóng quá mẹ ạ. Để tập được quá. Thế làm gì nhỉ? Mẹ ạ. Mẹ ạ. Ngồi đi. Trời ơi. Quay rồi. Bật cha ăn ở kia rồi. Để một năm dùng một lần như thế. Đã đầu rồi. Cầm chưa? Dương ơi, cầm tí chưa? Cái tàu này cầm, cầm rồi, cầm rồi, cầm. Tàu vé 502 một vé, còn chỉ có 6 người thôi. Vâng. Nó dịch vụ cơ bản là 502, nó dịch vụ bao ăn mình không hợp được. Vâng. Nó ăn toàn đồ sẵn đây mà. Sẵn đây. Đây mình đi về thích ăn gì ăn. Bánh mì rồi trứng ốp lên. Dịch làm xem. Đưa đi đi đâu vậy? Vào ơi, cười cười ra. Cười cười cười. 300 thì được đi đầy đủ. Mình chỉ không mua ăn thôi.
Nhưng mà chả đau đau. Nó đi hết chứ. Xem hết chứ. Cháu nó đây ngồi này. Nó lại chìm của bà luôn. Nó lại chìm. Thôi đáp đi, đáp đi, đáp. Lại chìm chẳng chơi. Không phải đây có được.